À, thì kể cái chuyện mà hồi Tết này có bà Phật tử á, ở trong Hội Nghiêm bà có tu cũng lâu rồi, Phật tử tại gia là tiểu đường hăm mấy năm. Nhớ Phật tử nếu tiểu đường thì đi đến cái sự mà chạy thận, thường thường nó vậy, cuối cùng phải chạy thận, mà chạy thận rồi thì coi như là chết thôi. Tiểu đường không phải chết vì tiểu đường mà chết vì cái biến chứng. Thì bả năm nay 60 mấy tuổi, ăn chay trường hăm mấy năm thì cái chạy thận. Thì bác sĩ mới nói kêu bả ăn mặn. Bả nói thôi tôi chết chịu chết với ăn chay 20 mấy năm rồi, giờ tôi không ăn mặn nữa, không ăn mặn. Nó thì khi mà bả chạy thận thì 1 tuần còn nhẹ 1 lần, rồi cái mấy tháng sau 1 tuần 2 lần, lần tuần tới 3 lần. Thì bà phát tâm, bà cũng khá giả, tiền bạc khá giả, cúng chùa cũng nhiều, buông hết là vàng là tiền, không biết gì cho con cái. Nhớ cái chỗ này, buông hết cho con cái thì bà lo niệm Phật. Mà cái niệm Phật của bà tha thiết, không phải niệm Phật như thường. Bà niệm Phật luôn luôn, lúc nào cầu nguyện Phật cho con mau chết, cho con mau về cảnh giới Phật, nước Phật, chứ con không muốn ở lại đây, mà con sống ngày nào á làm khổ con của con. Nhớ, nó đau khổ, nó khổ, nó phải lo này kia nuôi nấng nó khổ vì thương con. Mà niệm Phật để cho chết, trong niệm Phật để cho hết bệnh, bớt bệnh không có. Cái chỗ này quan trọng, mấy quý Phật tử phải là niệm Phật để cho mau chết, chết sớm chừng nào hay chừng nấy đâu, Phật Di Đà rước về. Thì bà niệm chừng cỡ 6 tháng, gần chưa đầy năm nha, 6 tháng hồi Tết này có vô này. Hồi trước bà vô thì trước Tết là mấy tháng trước và lai đi vô thì chống gậy đi, bây giờ không chống gậy nữa, mạnh hết bệnh rồi, đường cũng hết nữa, bác sĩ khỏi cần cho uống thuốc đường. Thì bà niệm Phật gần hơn 6 tháng như vậy, gần hơn 6 tháng bà tha thiết. Thì thời gian thì bác sĩ nói thôi bà bớt chạy thận lại 2 lần thôi, thay vì 1 tuần 3 lần bây giờ 2 lần. Còn thời gian nữa bác sĩ nói thôi 1 lần thôi, nhẹ rồi 1 lần, rồi cuối cùng bây giờ không còn chạy thận nữa, bác sĩ nói là khỏi hết chạy thận. Thì bác sĩ mới hỏi bà này, bà uống thuốc gì mà giờ hết đường hết chạy thận nhé? Bà nói tôi không có uống thuốc gì, thuốc bác sĩ cho thứ gì tôi uống thứ nấy thôi, chứ tôi đâu có uống thuốc gì khác đâu. Bác sĩ hỏi hoài. Thì bà nói giờ nếu mà tôi nói bác sĩ không biết có tin hay không. Không, tôi uống thuốc A Di Đà Phật, tôi uống thuốc đó không à. Rồi những người mà chạy thận chung á, quen mấy chục người chạy thận chung á, chạy lại hỏi giờ này sao bà không chạy thận nữa, bà uống thuốc gì cho hết hết bệnh vậy? Bà nói tôi uống thuốc A Di Đà không à. Nó nói bà nói tôi thật sự, mấy bà tin không tin thôi, mấy bà nó uống như tôi là mấy bà hết. Bây giờ bà hết, bà đi bỏ gậy, bà đi 68 tuổi đi mạnh, không còn uống thuốc đường, uống thuốc cầm chừng bác sĩ cho thôi, khỏi chạy thận gì á. Là chúng thấy thì cái đó mình xét ra, bà này không biết biết có cái lý này hay không, chứ mình học ở ngoài đó mình thấy mình biết cái lý này. Thì cái câu mà Đức Phật nói nếu mình niệm Phật một câu A Di Đà Phật tiêu 84.000 kiếp trọng tội, trong kinh nó rõ ràng một câu A Di Đà Phật tiêu 84.000 kiếp trọng tội. Nhiều người nó tu niệm hoài ngày nhiều câu Phật quá sao không tiêu vậy trời, nha. Nó mình xét lại mình cái niệm Phật nó khác, nó khác nha. Cũng như là mấy cô mà xách lại chú lên chánh điện xin Phật đủ thứ cho con mang mua mai bán đắt, mua một bán lợi trăm này kia là đủ thứ, con cái tôi mạnh khỏe tôi này kia kia nọ xin ông Phật. Ông viết đơn, ông kê cái đơn không kịp á, không hết cái xin của mình, nó có nải chuối à. Nhưng mà đôi khi mình niệm Phật cũng vậy nha, niệm Phật mình xin, nếu giả như mình cương vị của bả chắc cũng có thế vậy, là Phật gia hộ cho con mau hết nghiệp, mau hết bệnh cho con về yên ổn, con làm Phật sự việc này việc kia đủ thứ. Chắc có thể là mình cũng bây giờ không bao giờ, bả không bao giờ mà bả niệm Phật mà nguyện
cho con hết bệnh không có, bớt bệnh không có, làm cho con mau chết, mau chết sớm chừng nào chốn lấy về Đức Phật. Thì tính cái nguyện bà rõ ràng, tính nguyện rõ ràng, nhớ. Còn chưa hẳn là mình nó tính nguyện rõ nữa. Tại vì sao? Tại vì luôn luôn lúc nào mình tụng kinh nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung tưởng phẩm liên qua duy phụ mẫu, luôn luôn lúc nào cái thời kinh không bỏ đâu đó, cái nguyện sanh Tây Phương. Mà cái nguyện sanh Tây Phương và ông Phật Di Đà kêu mình đi khoan khoan cái đã. Tại sao cái nguyện nào, cái niệm nào mình đòi sanh cõi cực lạc về Đức Phật Di Đà, mà còn cái chỗ nào mình lo con cái, mình cất nhà cất cửa sửa sản thêm này cái nọ là mình muốn về cực lạc, không muốn ở cõi ta bà này. Nó rõ ràng mình nó mâu thuẫn với nhau. Nếu là nó là về cực lạc, sao mình còn sắm đồ sắm đạc, mình chuẩn bị này kia đủ thứ, mua vòng mua vàng quần áo mới rồi thêm. Tất nhiên mà còn thích cái cõi này. Đó, Phật tử nghiệm kỹ cái vấn đề đó coi, phải không? Miệng mình cứ nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung không à, gặp Đức Di Đà. À, mà dưới này là mình không muốn rời rồi làm sao? Nhà cửa của mình nó đồ sộ rồi mình thích thú cái này, không thích nào. Như nhiều người nó nguyện à, nữa mà về nước Chúa hay về trời trở có đủ thứ này kia nọ trong đó về. À, mà ở đây còn làm ăn đủ thứ hết trơn là sao? Cái niệm nào mong về trở niệm nào mình còn ở dưới này. À, thì khó, Phật tử thấy khó. Thì cái vấn đề của bà, cái bà này bà niệm Phật, thầy nghĩ hai điều. Một điều là thật sự tính vào nguyện bà buông hết, buông không còn một chỗ nào, sớm chừng nào chỗ mình nấy, là con về Đức Di Đà làm dân ở Đức Di Đà, chứ con không ham muốn gì là cái nhàm chán đó bà. Thành cái niệm Phật có hân và yểm. Hân á, là ham cõi cực lạc, yểm là nhàm chán của ta bà này. Nếu mà niệm Phật không hân yểm thì khó mà được đạt được. Đó là điều thứ nhất. Mà Đức Phật có nói nếu mình niệm mà tha thiết như vậy, buông bỏ hết không dính mắc á, thì mới tiêu 84.000 kiếp trọng tội. Nhớ mua vậy là sao không? À, thì mình niệm Phật có hai phần. Một, nếu cái nghiệp nó hết thì về được Đức Di Đà. Còn nếu mà chưa, cái duyên chưa hết á, thì cái nghiệp kia mình hết bệnh hoạn thì nó rõ ràng. Nó rõ ràng hết bệnh hoạn là cái nghiệp mình còn ở dưới này thì cái bệnh hoạn nó không có hết. Tiêu 84.000 kiếp trọng tội. Còn cái nguyện ở dưới cái nghiệp của mình ở đây nó hết thì được sanh về cõi cực lạc, chắc chắn như vậy. Nên tại mình niệm chưa tha thiết, Phật tử nghiệm là cái chỗ đó mình niệm Phật đó nha. Này nguyện nghiệm lại. Đó điều thứ nhất. Thứ hai nữa này thấy á, bà buông xả, không còn gì bà buông không dính mắc nữa. Nhất là vật chất, nhất là con cái. Chỉ một mực niệm Phật để về cõi cực lạc thôi, chứ không có biết tới tiền bạc việc này việc kia. Là hai cái điều, hai cái là mạnh nhất mà có thể là nhổ cái gốc nghiệp của bà này hết bệnh. Mà chúng nhớ cái đó là cái mà niệm Phật quý Phật tử nên để ý và suy tư rất nhiều về cái phần đó, chứ không phải đơn giản. Không phải đơn giản. Một là buông bỏ này, buông bỏ buông hết như vậy. Chứ nhiều người nó buông bỏ cái lớn chứ giữ cái nhỏ. Thôi tao cũng để vài 30 triệu tao bỏ ngân hàng, tao là để thủ trước đó nè. Cũng chưa, chưa bỏ hết. Nhớ cái chỗ này. À, mà cái buông bỏ, cái ý của thầy nói không phải là kêu quý Phật tử không làm gì hết, buông bỏ hết không có gì, đừng dính mắc. Mình có tiền dưỡng già để trong ngân hàng không dính mắc, xài đúng chỗ, đó cũng nghĩa là buông bỏ. Chứ không phải là có vợ có cái chồng có con có cháu này kia về cái thôi không biết tới bỏ hết này kia nọ trong đó, thì không phải. Không phải ý buông bỏ Đức Phật, có nhưng mà không dính mắc. Đó là cái đó rất quan trọng. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.